Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Long DOT Automation. Hôm nay mình sẽ nói đến các phương pháp lọc hành chính trong hệ thống vi sinh. Ở đây mình có một phần mềm. Trên phần mềm này nó sẽ có hình ảnh của ảnh góc, ảnh xám, ảnh blur hay còn gọi là ảnh mờ, ảnh nhị phân, ảnh Kenny và ảnh HSV. Mình sẽ log in máy một ảnh lên này. Thì đây là hình ảnh của ảnh góc. Thì ảnh góc có nghĩa là gì? Ảnh góc là ảnh ban đầu trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp xử lý kỹ thuật nào, trước khi áp dụng các phương pháp lọc ảnh thì nó được gọi là ảnh góc. Thì ảnh góc có thể là ở dạng màu như là RGB hay là BGR hay là hoặc ở dạng đơn kính như là ảnh grayscale, thì tùy thuộc vào ảnh ban đầu của mình đấy, thì được gọi là ảnh góc. Tiếp đến ảnh xám. Thì ảnh xám là gì? Mình sẽ nhấn convert này đấy, thì nó sẽ hiển thị ra các phương pháp lọc ảnh. Rồi ảnh xám ở đây có nghĩa là ảnh chỉ chứa một kính duy nhất và nó có giá trị từ 0 đến 255, đại diện cho mức độ sáng 0 là màu đen và 255 là màu trắng. Thì nó có đặc điểm là tất cả các thông tin về màu sắc nó sẽ bị loại bỏ. Đây, ảnh gốc của nó là ảnh màu sắc, còn ảnh sáng của nó thì là ảnh như thế này, đen trắng. Từ thang giá trị từ 0 đến 255 mức độ đen và màu trắng, thì 0 là màu đen và 255 là màu trắng. Tiếp đến mình sẽ nói đến ảnh, một dạng ảnh khác của ảnh xám nhưng đặc biệt hơn là ảnh nhị phân này. Thì ảnh nhị phân thì nó chỉ có hai giá trị là 0 và 255 này. Thì ảnh xám thì nó sẽ có giá trị từ 0 đến 255, nhưng ảnh nhị phân thì nó chỉ có hai giá trị đại diện cho hai màu đen và trắng. Một là 0 là màu đen, hai là trắng là 255. Thì đây là một cái dạng ảnh đơn giản thường dùng trong việc nhận định các đối tượng rõ ràng. Thì nếu như để chuyển này thì mình có một áp dụng cái ngưỡng lên cái ảnh xám này. Nếu như trên cái ngưỡng đó thì nó sẽ là màu trắng, còn dưới ngưỡng thì nó sẽ là màu đen. Đấy. Thì cái phần này sau này mình sẽ nói rõ đến các cấu trúc và cách sử dụng của từng phương pháp lọc ảnh. Rồi tiếp theo thì mình có thêm một ảnh, đó là chính là ảnh mờ này. Đây. Ảnh mờ là ảnh được tạo ra bởi cách áp dụng các bộ lọc làm mờ blur để giảm nhiều hoặc là làm nên các chi tiết của ảnh. Thì mục đích của nó là giảm nhiều là hay được sử dụng. Giả sử trên cái ảnh của mình thì nó có nhiều chi tiết nhỏ như thế này. Đây là những chi tiết nhiều, thì mình muốn loại bỏ các chi tiết này trước khi đưa vào xử lý ảnh, thì mình có thể sử dụng ảnh mờ hay còn gọi là ảnh blur này để đầu vào ảnh của mình có thể xử lý được các nhiễu nhỏ này. Thì các giá trị nhiễu này nó có một cái thông số size này, kích thước nó là số lẻ. Kích thước size càng lớn thì độ lăn mờ nó càng nhiều. Đây, đây là ảnh mờ, ảnh ban đầu của mình này, và đây là mình có cái size là 5 thì nó sẽ mờ như thế này. Tiếp đến là ảnh Kenny này, thì đây là cái kết quả của cái ảnh Kenny này, là phương pháp phát hiện biên cạnh trong ảnh này. Thì nó có đặc điểm là giữ lại các biên cạnh, những cái cạnh như thế này nó sẽ được giữ lại này, còn trừ các biên cạnh có giá trị không. Rồi thì mình sẽ nói rõ chi tiết cách sử dụng ở những video tiếp theo. Thì còn tiếp đến là ảnh HSV. Đây là một cái dạng ảnh dùng không gian màu HSV thay vì BGR để mà biểu diễn. Thì HSV có nghĩa là
sắc độ, value là giá trị sáng, và sắc duration là giá trị bão hòa. Là không gian màu hoặc SV cho phép tách biệt thông tin về màu sắc này và độ sáng. Thành ra những bài toán liên quan đến phát hiện màu sắc thì mình sẽ sử dụng ảnh hạc SV để thực hiện. Rồi như thế này, mình muốn giả sử mình muốn lọc màu cam thì mình có thể thay đổi các giá trị hạc SV ở đây để ảnh có thể lọc ra được ảnh màu cam này nha. Màu cam này. Rồi, như thế này. Đấy, thế này thì mình cơ bản là đã đọc lọc được cái màu cam và mình có thể xử lý sử dụng file contour để tìm diện tích hay là phát hiện contour. Qua đó mình cũng có thể phát hiện được màu sắc, đây là màu cam. Ở đây thì mình threshold của ảnh nhị phân thì nó sẽ thay đổi từ 0 đến 255 này. Này. Mình có thể sử dụng phương pháp lọc này để tìm ra con tua phát hiện đối tượng. Rồi vậy là video giới thiệu về các phương pháp lọc ảnh chính trong hệ thống vi sinh của mình đã xong. Nếu như mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe để mình có động lực ra những video tiếp theo. Chào và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.